Xin chào tất cả mọi người, mình là Huy đây. Tiếp tục với series làm sữa hạt, làm các đồ ăn, đồ uống dinh dưỡng từ chiếc máy xay hạt đa năng ProMix CB03 này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món cháo dinh dưỡng xay nhuyễn ạ. Với những video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm sữa hạt rồi này, làm sinh tố rồi này, hoặc là làm nước ép. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chức năng nữa của chiếc máy này, đó là chức năng nấu cháo dinh dưỡng. Nguyên liệu rất là đơn giản và công thức đi kèm với cái chiếc máy này đã có một quyển công thức rồi, các bạn có thể tham khảo công thức ở trên đó hoặc là các bạn cùng trải nghiệm với cái công thức này với mình. Chúng ta sẽ hạ cối xuống này và sử dụng thành phần chính của món cháo dinh dưỡng này, đó là bí đỏ kết hợp với khoai tây. Món này mình đặt tên là cháo bí đỏ xay nhuyễn. Chúng ta có thể ăn kèm với kem này hoặc là sữa tươi không đường và một xíu tiêu hoặc là muối tinh nữa. Cách làm cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 300g bí đỏ. Bí đỏ thì các bạn gọt vỏ này, bỏ hạt, bỏ phần ruột đi ạ. Chúng ta lấy phần thịt bí thôi. Các bạn cắt hạt lựu, sử dụng giúp mình là 300g bí đỏ. Các bạn cắt hạt lựu ấy, thì lát nữa cái thành phẩm của chúng ta nó rất là nhuyễn, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cũng có thể sử dụng được những cái món này. Công dụng của món này, bí đỏ giúp cho chúng ta bổ sung thêm nhiều năng lượng, nó không giảm tăng. Công dụng của món này, bí đỏ thì nó giúp chúng ta tăng trí nhớ này và giúp cho chúng ta thông minh hơn, bổ mắt hơn, cung cấp nhiều vitamin A cho cơ thể. Đó, bí đỏ thì các bạn cắt hạt lựu vừa miếng như này giúp mình này. Rồi, bí đỏ cắt hạt lựu. Tương tự cũng vậy, khoai tây các bạn cũng cắt hạt lựu ra giúp mình. Khoai tây nó sẽ mềm hơn nên là chúng ta có thể cắt hạt lựu nhỉnh hơn một xíu cũng được. Một củ khoai tây ạ, nó rơi tầm khoảng 100g khoai tây các bạn nhé. Với những cái công thức các bạn làm y hệt công thức như của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ là một người chồng, hoặc là công thức này người vợ trong gia đình làm cũng vậy, là một người vợ rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe cho gia đình đấy ạ. Và các bạn thêm vào đây giúp mình là 600ml nước. Các bạn có thể sử dụng nước sôi hoặc là nước lọc lạnh cũng được ạ. 600ml nước. Rồi, các bạn sẽ không thêm muối hay là thêm tiêu ở bước này. Chúng ta sẽ để nguyên như thế này, sau đó lát sau chúng ta mới thêm. Rồi, chúng ta đậy nắp lại. Lưu ý nhá, cái phần nắp ở trên này các bạn sẽ đóng kín lại rồi các bạn mới đậy nắp. Rồi, sau đó này chúng ta sẽ nhấc cối đặt lên. Chúng ta ấn khởi động nút nguồn, chọn vào nút chức năng đó là nấu cháo dinh dưỡng. Và các bạn ấn khởi động bằng nút nguồn. Rồi, ở đây thì nó hiển thị nhiệt độ đủ 100 độ C thì chiếc máy tự động xay và tự động nấu. Bây giờ thì chúng ta cùng ngồi chờ thành phẩm thôi. Trong thời gian này thì mình làm được khá là nhiều việc, mình có thể chuẩn bị những cái nguyên liệu khác, hoặc là trong thời gian này mình có thể nghĩ được ra những cái món khác, công thức khác để chúng ta trải nghiệm với chiếc máy này. Tích hợp được rất nhiều đúng không ạ? Khác với những món mà chúng ta phải làm thủ công, ví dụ như là làm thủ công các bạn phải nướng bí này, hoặc là phải luộc bí lên xong rồi các bạn mới giã mới xay. Quá phức tạp, chiếc máy này có thể gói gọn được các bước đấy lại trong một khâu và trong khoảng thời gian là 25 phút thôi. Bây giờ thì mình cùng chờ thôi. Rồi các bạn ơi, với cái món cháo bí xay nhuyễn này thì hết thời gian nấu, cháo nó sẽ xay một lần thôi. Mà để chúng ta làm món này nó nhuyễn hơn, chúng ta sẽ chọn vào cái nút chức năng là sinh tố. Và các bạn bấm khởi động, cho xay đều 1 phút 30 giây nữa và chúng ta sẽ được thành phẩm.
Bạn nào mà muốn ăn có xác một chút ấy, thì chúng ta để nguyên, không bật vào chế độ sinh tố nữa. Tổng quan màu nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Rồi các bạn nhớ nhé, nếu mà chúng ta muốn ăn nó có thịt của các loại củ quả ấy, thì chúng ta để nguyên, không cần xay thêm. Còn nếu mà các bạn muốn xay nhuyễn giống như các loại súp hoặc là với đúng tên gọi của nó là cháo bí đỏ xay nhuyễn ấy, thì các bạn sẽ bấm vào nút sinh tố và xay thêm giúp mình một lần như vậy nữa. Rồi thành phẩm rất là thơm ạ. Với cái món cháo bí đỏ xay nhuyễn này, chúng ta nên sử dụng với kem tươi, một chút muối tinh và một chút tiêu. Nó sẽ tăng hương vị lên rất là nhiều. Chúng ta sử dụng khoảng 15-20ml kem béo ạ. Đây, mình có thể trang trí đúng như đồ Tây ngoài hàng luôn đúng không ạ? Rồi, chúng ta kéo một đường. Rồi các bạn cùng thưởng thức món này cùng mình nha. Chúc các bạn trải nghiệm thành công với món này. Hy vọng món này là một món khá là hữu ích trong menu đồ dinh dưỡng trong gia đình các bạn. Chúc các bạn trải nghiệm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.